Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là MK Gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 1113 like và nhớ xem channel MK Minecraft cũng như là MK Gaming TV để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chính của mình thì đừng quên là để lại cho mình hashtag chính là đã xem hết và comment cho mình số là 79, mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video tuần nào, let's go. Ok, thì như các bạn cũng đã biết thì ngày hôm nay Minecraft chính thức có bản update gọi là snapshot cho phiên bản gọi là 1.16 các bạn ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái update gì, đó chính là Nether update các bạn. Tức là nó sẽ thay đổi chuyên về gọi là địa ngục luôn các bạn. Thì ngày hôm nay có rất rất nhiều thứ update nè các bạn thấy không. Có rất là nhiều loại đất nè, gọi là Crimson, Nilium, rồi gì, Wap, cái gì, Wapit Nilium, và có loại gỗ nữa nè các bạn, có gỗ mới luôn nè. Thì không biết á, gọi cái này nó có gọi là tiếng Việt không ta. Bây giờ mình sẽ thử gọi là test qua tiếng Việt cho các bạn xem thử coi. Nó đã dịch theo tiếng Việt chưa? Mình nghĩ là chắc là chưa dịch đâu. Đó, thấy không? Hiện tại là cái mới dịch mấy cái này thôi nhưng mà chưa dịch đâu. Cái này là bản update gọi là siêu mới luôn các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá coi thử bản update này có cái gì hay ho, hấp dẫn và thú vị, cùng review cho các bạn xem cái bản update này nha. Ok, đầu tiên thì mình thấy là đầu tiên là chúng ta có rất là nhiều thứ nè các bạn. Có thêm những cái cây nè, những cái loại nấm nè, và cái này chắc là dây leo nè các bạn, dây leo đỏ xanh hai màu nha các bạn. Chủ yếu là bây giờ ngày hôm nay á là update địa ngục là chủ yếu update theo hai màu, màu đỏ và một màu xanh, gần như là màu nước biển, hơi xanh xanh, vừa xanh lá cây vừa xanh nước biển, nó kết hợp lại với nhau. Ok, bây giờ mình vô nha. Ok, để coi các bạn. Wow, cái này giống như là gì ta, cái này nhìn giống như là kiểu xương rồng luôn các bạn. Không phải xương rồng mà kiểu như tảo, giống như cái kiểu cái tảo ở dưới nước các bạn. Rồi mình lấy 1, 2, 3, mình sẽ test cho các bạn xem. Mình phải chơi chế độ gọi là táo. Không có chữ táo các bạn ơi. Đây, táo. Đó, nói chung là phải B là bò các bạn. Nói chung là chơi qua tiếng Việt thì hơi khó. Rồi ok, game mod không quên game mod survival, game rule keep inventory 2. Ok, thì cái đất này là chắc là phải là dùng cái này, là giống như kiểu cái sao ta gọi là cái xẻng các bạn. Mình nghĩ là cái này là cái nó sẽ là cái xẻng. Ok, để mình trời ơi, cái what the hell, thế giới này gì nó xanh lè các bạn, thấy không, bạn thấy không, nó xanh nè. Và có một cái loại này từ để mình và có rất rất là nhiều những cái con gát luôn nè, nhiều vãi nồi luôn. Ôi các bạn thấy không, nhiều vãi nồi luôn. Mày ui trời ơi, bạn thấy không, gát nhiều vãi nồi. Rồi cái này là cái gì đây, wow ui cái này rất là cứng luôn các bạn, cái loại đó này nó rất là cứng luôn. Sâu soi, wow, có nether gì nữa nè, cái cục gì, đi trên tờ nha, để mình test trò là kỹ lưỡng các bạn. Đi ở trên này thì bình thường các bạn cực kỳ nhanh luôn, nhưng mà khi các bạn đi ở trên cái sâu sen thì nó sẽ bị chậm ha. Okay, có gì nè, từ từ đi vô đây coi. Và có xương thì chuyện bình thường rồi, địa ngục là có xương là bình thường. Đấy, vô, wow, trời, có gì đây, cái này là gì ta, wow, cái này là gì vậy, gỗ hả, cứng ngắc kìa. Wow, này là basalt các bạn ơi. Basalt này làm được gì không, và phải đào bằng cái cúp nha các bạn. Wow, basalt này, và ở dưới này bắt đầu nó có những cái khối xương các bạn, giống như kiểu là những cái bộ xương bị bỏ hoang ấy đó, ngon lành. Và có cái khối basalt này, không biết basalt này có thể làm được cái gì nhờ. Đấy, từ rồi để mình gọi là khám phá những cái thứ này, để coi thử coi những cái thứ này nó có thể làm được cái gì các bạn ơi. Và ở bên này đi qua đây, cái này nó cũng khá là cứng nha. Cái này cứng lắm các bạn, không dùng được loại dụng cụ gì hết, dụng cụ gì mình thấy nó cũng cứng cả. Dùng cái cúp cũng cứng, mà dùng cái rìu cũng cứng, dùng cái xẻng cũng cứng, cái gì cũng cứng cả. Wow, và bên này có cái loại này là giống kiểu loại táo bạn, và nó ồn kinh khủng. Ồn kinh khủng luôn, sinh vật ác mà nhỏ thôi, ồn ào thế. Đó, cái tảo này thì các bạn có thể đập luôn. Nó trồng được trên sâu sen không? À, chỉ được ở trên cái loại block này thôi hả? Ví dụ như trên này có được không?
chỉ nó chỉ trồng được trên cái loại block này nha các bạn, sâu sen soi thôi nha các bạn. Wow, tiếp tục và mọi thứ đang khá là xanh lè, lửa cũng xanh luôn các bạn ơi. Wow, lửa xanh luôn. Rồi mình game mod bột bay cho nó lẹ đi, lửa xanh luôn nè. Wow, rồi có gì thú vị không để mình review xương xương coi. Rồi dưới này cái này là bay xanh luôn nè các bạn, cái này cũng là bay xanh nè. Đó, này cũng là bay xanh luôn, lửa xanh. Và wow, sao lại có bay xanh ta? Giống này giống kiểu lava mà hết cháy hả ta? Giống kiểu dạng dạng như là lava mà hết cháy hay sao các bạn ơi? Lửa. Wow, rồi mình đi mình kiếm nữa coi. Tại vì trong đây mình thấy nó có cái công thức của cái khối gì đó mới mới, cho nên mình sẽ đi tìm nữa coi. Tìm tiếp coi, mình thấy cái phần địa ngục nó có hai phần nữa các bạn. Và nó wow, sao không thấy mấy con người heo ta? Các bạn thấy không? Không hề có mấy con người heo luôn. Hay là không phải vùng này không phải là vùng mà nó sinh sống ta? Cũng có thể không phải là cái vùng của nó sinh sống á các bạn ơi. À, ok, vẫn có những cái khối magma các thứ các kiểu bình thường luôn các bạn. Wow, sau một hồi bay gọi là sương sương các bạn, thì mình phát hiện ra một thứ nè các bạn thấy không? Những cái cây và ở bên này có mấy con heo. Wow, mấy con heo này nó quýnh mình ta? Từ để mình coi nó có quýnh mình không? Quýnh không? Không quýnh mình hả? Ủa sao mình... Ô mình không quýnh được nó hả ta? À nó quýnh được nè. Trời ơi châu, sao phát? Trời ơi châu vãi nổi các bạn, nó không quýnh mình. Thôi từ từ để mình thử quýnh bình thường coi nó quýnh mình không? Quýnh không? Ô nó hiền vãi nồi luôn các bạn ơi. Nó không quýnh mình và khi mình quýnh nó thì mình sẽ nhặt được thịt thối rữa các bạn. Và ở đây, ui, what the hell, quay, oh my god các bạn ơi, khi mình đi qua cái này, trời, mấy cái khối này là khối, đây, khi mấy cái khối này các bạn sẽ phải dùng cúp hết nha các bạn, không có dùng xẻng được nha, mặc dù nó thấy cái gì nhưng mà nó, wow, đất đỏ nè, dùng xẻng hết nha các bạn, và cái này cứng gì, à, cái này là gỗ nè các bạn ơi, gỗ nè. Wow, làm bàn chế tạo đồ các thứ được chứ, đúng không? Làm cái này là gỗ đỏ nè các bạn ơi. Và ở trên cây gỗ này nó có cái gì ta? Cái khối kia giống cái khối glowstone nữa ta. Từ từ để mình lên mình coi được cái khối đấy. Và các bạn đi qua đây nó đỏ luôn, các bạn đi qua đây nó lại xanh nè. Đó, hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Một bên xanh và một bên đỏ. Này là glowstone đúng không? Sao mình thấy giống glowstone nhưng mà biết phải không? Wow, gì? Room light. Wow, đèn, cái đèn mới các bạn ơi. À, dùng tất cả đều dùng ấy nha các bạn. Các bạn dùng gọi là gì? Các bạn dùng rìu nha, dùng rìu để đập cái khối này nha, và có dây leo. Wow. Và dây leo này cũng vậy luôn, các bạn cũng có thể dùng rìu luôn và nó không có, các bạn không biết là dùng tay nó có bị mất không, nhưng mà mình dùng rìu là lấy được dây leo đó các bạn. À, ngon, tuyệt vời. Quá là điều tuyệt vời luôn. Rồi. Đó, ngon lành luôn. Quay từ từ bây giờ đứng từ từ để quay mình test cho các bạn xem cái lá hả. À cái này là cái lá các bạn, cái này là cái khối đây nè, cái khối bú địa ngục các bạn. À ồ như vậy là cái này có mầm không ta? Vậy chúng ta có thể trồng được cái cây này không? Theo các bạn thì chúng ta có thể trồng được cái cây này không ta? Không biết là mình có thể trồng được cái cây này không ta? Từ bây giờ mình game mod C đi qua bên này đi. Đi qua này mình thử test là mình lấy tay. Wow, nó có gì đây? Mình lấy tay có hoa, có nấm nè các bạn ơi. Thì mình lấy tay mình đập thử coi, thì ví dụ như mình lấy tay mình đập thử thì nó có rớt cái dây leo này không? Và cái dây leo này chúng ta chỉ có thể chắc là chỉ có thể đặt được trên cái block này thôi. Mình nghĩ là chỉ có thể đặt trên block này thôi các bạn. Đặt trên block khối Nether ấy. Và ở đây chúng ta có một cái cây Crimson Fungi. Quay. Trời. Nó đập nổ vào cái cây gì nữa nè. Đây đó. Webber Fungi là hai cây, một cây xanh một cây đỏ. Sao mình thấy cái này nó giống như là cái mầm cây các bạn. Mình nghĩ vậy, mình đoán vậy thôi. Và từ nha, bây giờ mình sẽ game mod 1 đi. Mình game mod 3 cũng được, mình đi game mod 3 đi. Mình kiếm chỗ nào đó rộng rãi mình test cho bạn xem thử coi. Ví dụ như cái này á, cái gì ta, cái cục nấm này nè, thì nó có thể gọi là xương. Mình cần có bột xương các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cần phải bón. Ví dụ như cái này á, nó có mọc ở trên này là chuyện bình thường đúng không? Chính xác luôn các bạn, cái này giống như một cái mầm cây vậy đó.
Còn nó có thể mọc ở trên này không? Ồ, nó có thể mọc được trên này. Và khi nó mọc, nó từ để mình coi test thử coi. Ồ, không được các bạn ơi. Nó chỉ thể mọc trên cái đất gọi là cái gì ta? Cái Nether thôi. À, từ từ nha. Bây giờ ví dụ như mình sẽ test như thế này. Cái bài test rất là đơn giản, mình sẽ thử bỏ nó trên cái cục Netherrack bình thường thì sao? Nó có mọc lên không? Ồ, không trồng được trên Netherrack bình thường nha các bạn. Chỉ trồng được trên những cái khối mới thôi. Tức là trên những cái khối như là cái khối này nè, cái khối sâu này nè, cái rồi đến đây, cái này là cái khi mà các bạn nếu như mà các bạn trồng như vậy á thì các bạn có thể lấy được cái block này dễ nè. Đó, lấy được cái block này nè. Thì cái block này nó sẽ rất là tiện luôn, cái block khối búa địa ngục này các bạn. Không cần phải trồng búa địa ngục để ghép lắp luôn. Các bạn có thể lấy những cái gọi là nấm chúng ta trồng. Ồ, và con heo này thì lúc nãy mình đánh là nó rớt ra. Ôi, hơi lắc ha. Chắc là mới update các bạn, đánh nó hơi khó chúng. Wow, cái hitbox của nó. Cái hitbox của nó là hơi nhỏ các bạn. Đây, đó, khi bạn có hitbox này, bạn đánh ở phần chân nha. Đánh phần chân là nó ok. Chứ còn đánh cái phần kia thì nó hơi khó. À, như vậy là cái này chắc là cũng để xuống rồi mình bón vô thôi. Ê, quên. Đó, lại ra cây xanh các bạn ơi. Tức là cái nấm xanh là sẽ trồng ra cây xanh, nấm đỏ trồng ra cây đỏ. Và nó có một cái nữa lúc nãy á mà mình muốn tìm á, là các bạn biết cái gì không? Cái khối gì đó. Đây, từ mình kiếm cái nè. Từ nha, để mình đi vòng vòng mình kiếm cái coi. Cái này chỉ trồng trên được cái đất này thôi hả ta? Vì là còn một cái phần đất xanh nữa các bạn. Tại vì cái này nó còn cái phần xanh nữa. Để mình đi kiếm thử. Và ngoài ra mình muốn là nó có cái khối như cái khối sắt vậy các bạn. Thì chúng ta, đó, đây nó có rất là nhiều cây nấm các bạn. Thì chúng ta có thể lấy về để chúng ta nhân giống ra ha. Cũng được, cũng ok. Đấy, cũng ngon lành phết. Bây giờ mình đi kiếm cái vùng đất xanh xanh cho các bạn xem. Tại vì ở đây là nó xanh nè, nhưng mà nó không có thấy cái phần đất ấy. Cái phần mà nó có cây cối xanh đồ nó không, mình chưa thấy. Mình chỉ thấy phần đất đỏ thôi. Rồi mình không biết là ở đây nó có cái cây màu xanh không. Chắc chắn là phải có chứ đúng không? Đây, cái này cây đỏ hả? Sẽ toàn cây đỏ không ta? Đó, đi vô là đỏ lè đỏ lẹt luôn các bạn. Nguyên một cái biome luôn, có gọi là một cái biome luôn. Rất là nhiều luôn, có rất là nhiều cây, rất là nhiều đèn luôn, nhưng mà mình lại không thấy cái cây xanh, cái biome mà kiểu nó màu xanh xanh ấy thì lại chưa thấy ha. Đây rồi, mình đã thấy cái cây xanh rồi đây các bạn ơi. Thì nó cũng tương tự như cái cây đỏ, mình nghĩ là tương tự như cây đỏ, cái này cũng lấy được đúng không? Chính xác luôn. Cái này bỏ vô thì mình không một xương, không bó một xương gì được hết nha các bạn. Cái này đi lên thì có bị mất máu không? Không bị mất máu luôn. Đó, thì không có bón bột xương gì lên được cái phần tảo á nha các bạn, cái phần cỏ ấy. Đó, và cái cây này thì nó cũng tương tự như vậy luôn. Nó cũng có gọi là gỗ và có phần... cái phần này là gì ta? Khối này là gì ta? Từ để mình coi cái khối này là khối gì. Khối này là khối Whopper Quark. Là cái chắc là bú xanh hả? Mình nghĩ vậy, mình đoán vậy. Hoặc là có thể là chúng ta chế tạo cái... vẫn có nút xanh đây nè. Cái khối này nó mới là quan trọng nè các bạn. Đó, Netherrack gì nè, Netherrack, Netherrack gì nè. Thì cái khối này mới quan trọng. Còn cái phần này thì nó cũng tương tự như cái phần kia đó. Các bạn cũng phải lấy cúp nha các bạn, và đào nghe tiếng như là đào đất vậy đó. Nhưng mà thật sự là vẫn phải lấy cúp nha. Không lấy cúp là không được á. Tại vì nếu như mà không lấy cúp á là nó sẽ cứng lắm. Này, lấy này cứng vãi nồi luôn. Cứng không? Cứng dễ sợ, lấy kiếm. Kiếm càng cứng nữa, cứng kinh khủng luôn các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm thử coi cái này nó nằm ở đâu các bạn ơi. Đấy, đây là vẫn này là basalt nè. Lúc nãy thì vẫn basalt thôi. Nói chung là update mới nhưng các bạn bắt buộc phải dùng chỉ ngoài cái phần gỗ ra thôi nha. Còn phần gỗ ở đây và cái phần đèn này ra thôi, các bạn sẽ phải dùng hết bằng cúp các bạn. Cái khối này thì các bạn dùng cái gì cũng vậy nè. Cái khối này nè, nó rất là cứng nha. Mình cảm giác nó rất là cứng và các bạn dùng cái gì cũng được. Dùng cúp rìu xẻng cũng ok. À, và trong thế giới này nó chia ra làm hai luôn nha các bạn. Tức là nếu các bạn đi về màu xanh là nó xanh luôn. Còn bạn đi về màu đỏ là nó đỏ luôn. Tức là bạn đi về hướng màu xanh là nó sẽ ra những cái biome xanh 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 xanh. Còn nếu bạn đã đi về hướng màu đỏ là nó đỏ luôn. Đó, mình cũng không biết là cái giới hạn của cái xanh và cái đỏ là nó bao nhiêu. Đấy các bạn thấy không? Nãy mình đi không thấy. Nhưng mà bây giờ mình đi về hướng màu xanh đó là nó xanh hoài luôn nè các bạn thấy không? Đó, nó cứ xanh miết luôn. Rồi ở trong những cái thành này thì chúng ta sẽ có cái gì? Đâu, để mình coi nó có thay đổi gì mới về mấy cái thành không? Thành này thì cảm giác là mình thấy nó không thay đổi, nhưng mà có lửa, lửa thì nó đã thay đổi hết thành màu xanh rồi các bạn ơi. Ở dưới này lửa xanh, chứ không còn cái lửa đó. Đây, các bạn đi qua màu đỏ là nó sẽ đỏ. Tức là gì, nó sẽ có vùng xanh, vùng đỏ các bạn. Nhưng mà khi mà đi đúng tới cái vùng đó là nó sẽ rất là rộng.
cái vùng đó nó sẽ rất là to chứ không phải là cái một cái biome nhỏ đâu các bạn. Đó, đi nè, full đỏ luôn, đỏ lè đỏ lẹt luôn á các bạn. Đó, kinh khủng không? Đó. Ok, ngoài ra nó còn có một gọi là một cái loại từ nha, để mình đi xuống dưới cái. Rồi, thì chúng ta sẽ cần phải gọi là sao ta? Mình sẽ cần phải lấy cái phần gọi là cái phần lava ra các bạn, thì chúng ta mới biết được thì ở dưới đó nó sẽ có một cái loại quặng nha các bạn. Thì cái quặng mà lúc nãy mình thấy trong cái công thức các bạn, thì cái loại này nó rất là ok luôn, nó rất là cứng luôn, và chúng ta có thể gọi là sử dụng để gọi là chế tạo đồ đạc các thứ, giáp dụng các thứ các kiểu luôn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ để mình lắp cái lava lại, và nó nằm dưới lava các bạn ơi, thế nó mới khó, nằm ở dưới lava. Mình gọi là theo cái nghiên cứu được cái thông tin á là nằm dưới lava cơ, tức là bây giờ muốn là phải đi tìm các bạn, phải tìm ở dưới á. Và mà nãy mình thấy có một cái ở dưới này nè, từ từ để mình ốp á. Trời ơi bạn, coi sâu vãi nồi luôn, rồi thua luôn á. Giờ mà đi tìm hết cái đống lava này chắc xỉu á, tại vì nó nằm rất là sâu các bạn. Đây nè, dưới này nè, từ mình sẽ thụt xuống xíu nữa cho các bạn xem. Đó, thế không phải nghe bắt ba thì các bạn xem mới được. Đó, thì ở đây nè, lúc nãy mình thấy có một cái quặng nằm ở đoạn này, từ đâu rồi, nằm ở đoạn này nè các bạn. Đó, nó sẽ có một cái quặng gọi là giống kiểu cái từ nha, đâu rồi, đây đó các bạn thấy chưa. Đó, nó nằm cái đây nè, từ để bây giờ mình sẽ lên game mod creativity. Đó, nó nằm phần này đúng không, bây giờ chúng ta đổ gọi là nằm sát dưới đây cái gì. Ok, mình đổ gọi là cát vô chai này cái, để cho mình đi xuống cho bạn xem chính xác là nó nằm ở dưới như thế nào và nó cứng như thế nào. Được, tùy tí nữa mình sẽ test ha. Còn đây là cái chuyện mình đi kiếm thử cho bạn xem, và chắc là nó nằm dưới lava các bạn, rồi nãy mình cũng có thử đào cục đá nhưng mà có vẻ là không ổn, tình hình có vẻ là không ổn. Wow, sầu lắm. Wow, đào game mod survival rồi đấy, đào rồi. Chà, cứng lắm nha, cứng vãi nồi luôn á. Này, wow, accident. Là nó ra cái gì, cái này từ nha mình. Game mất liền. Trời ơi, thấy không, mấy em tí là ở dưới mình thấy nó có cái khối gì nữa các bạn ơi, cho nên bây giờ mình test thử coi ở dưới nó có cái khối gì nữa. Từ bình tĩnh, dưới này nó có cái khối gì nữa nè. Đó, đập đi. Đó, khối gì nè. Coi. Phải nó không ta, hay là nó, chắc là nó quá, mình nghi là nó quá. Và chắc là sẽ có nhiều quặng. Ờ đúng rồi. Đó, là nó bạn. Và ở trên nó nhìn như thế này ha. Cái này thì hình như là các bạn phải dùng cái gọi là lò nung. Bạn phải dùng cái lò nung sắt á, bạn nung lên. Đây. Thì đây lấy một stack ha, rồi và lò. Xịt chứ. Bây giờ mình dùng tiếng Anh đi. Dùng tiếng Việt hơi khó chịu tại vì mình không bấm được dấu các bạn, bấm không có dấu được cho nên nó hơi khó. Rồi plat, đó, dùng cái lò này. Rồi, cái này là cái này đúng không, than. Ok, đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đấy, bỏ vô đây nấu lên. Đấy, thì nấu bằng cái này nó rất là nhanh luôn các bạn. Và nether scrap, tức là từ cái quặng này nè chúng ta nấu lên, sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lại cái trong đây á, nó kêu là chúng ta sẽ kết hợp gọi là với lại 4 thỏi vàng đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái thỏi đó, một cái thỏi. Đây mình lấy gold đó, chúng ta sẽ kết hợp với vàng nha bạn, cái này kết hợp với vàng. Đâu mình lấy ra mình coi rồi, bỏ vô rồi game mod survival rồi lấy miếng gỗ là các bạn chế tạo. Đây kết hợp, đây công thức nào mình có thể chế tạo được, đó là ra cục này. Và cái cục này thì sao, đó cục này nó sẽ cho chúng ta từ ồ, một được một nha các bạn, tức là một sẽ được một thôi. Đó thì chúng ta sẽ chế tạo thành ba cục như thế này, và lấy cái này làm que thôi, làm vài que. Cái này có thể làm được cúp không, cái này không làm được cúp à, khó hả. Wow, cái đồ này nó không được chế tạo các bạn, mà là các bạn phải chết. Như vậy là rất là rẻ luôn các bạn, tức là cái này
tìm hơi khó nhưng mà nâng cấp nó rất là rẻ, tức là mốt thì tốn một thôi. Tức là khi bạn nấu lên team được 4 á là bạn sẽ được một cái ingot. Thì một cái ingot thì các bạn kết hợp với một món kim cương thì nó sẽ nâng cấp lên cho các bạn. Wow, có gì đây? Nó patch luôn. Wow, đó nâng cấp lên. Thấy là thấy xịn hơn đồ ấy rồi nha. Thấy không? 7 đam, cái này 8 đam, thấy là thấy xịn hơn. Ô, cái này có thể làm được cửa luôn. À, như vậy thì game mod 1 luôn. Game mod mình lấy nhiều ra mình test cho các bạn xem. Game mod sáng tạo đây. Rồi mình lấy nhiều ra mình test cho các bạn xem nhá. Như vậy là bạn không được chế tạo nha. Bạn phải dùng gọi là cái này lấy thì nó bị hư. Các bạn phải dùng đồ kim cương cho đó bạn nâng cấp lên. Quá là gọi là đơn giản luôn nhưng mà nó cũng khá là xịn sò đó bạn, đừng có đùa. Đâu survival. Ok, mình có một đống luôn nè. Lo gì, không biết là chúng ta có thể nâng cấp lên trong lúc cái đồ nó bị hư không? Tức là cái bộ giáp của mình á nó để sử dụng rồi á thì chúng ta có nâng cấp được không? Ta test thử ha. Wow! Nâng lên là nó độ bền á. Oh my god. Các bạn nâng lên là cái độ bền nó trở thành gọi là còn nguyên luôn. Ví dụ như là chúng ta có một cây chúng gip MK9395 Minecraft pick diamond pick ax 1000. Ôi lộn. Ôi chơi ngu các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử bận cái bộ giáp này vô các bạn. Nhìn nó xịn sò. Ui, khác gì không ta? À hình như là khác nè. Đó, nhìn nó có cái giống kiểu là cái đồ móc vô các bạn. Cũng ok. Và cái cúp này, ví dụ cái cúp này thì có đèo nhanh hơn. Ví dụ cúp này có đèo nhanh hơn ta. Ôi nó nấu hết rồi, chết rồi. Cái này mình còn không? À còn cục này. Độ bền, không biết độ bền của cái này nhiêu. Trời, mình FP cũng hack coi show độ bền coi. 2000. Wow, độ bền khá xịn sò các bạn ơi. Độ bền 2000 là ngon ấy. Tại vì cái cúp kim cương có 1000 năm mà. Tức là bộ này giống kiểu là nâng cấp lên vậy. Từ kim cương nâng cấp lên. Cho nên rất xịn sò. Đấy, coi. Nhưng mà có điều là thay đổi màu sắc thôi. Chứ ngoài ra thì nó cũng chưa gọi là chưa có cái đột biến lắm á các bạn. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Tức là đột biến mà kiểu như là phải là gọi là wow. Kiểu như là vậy á. À, nhàn dạng vậy á. Ngoài ra thì để mình coi thử mình còn cái gì nữa. Chúng ta có thể chế tạo được cái gì nữa. Mình sẽ review cho bạn xem luôn. Update. Wow. Wait, có cái show file. Cái này làm, cái công thức này làm sao ta? Từ từ mình cầm đồ lên. Mình cầm cái đèn này cái để mình lấy công thức các bạn. Chế tạo cái này sao ta? Này chế tạo sao ta? Cái đèn xanh này chế tạo sao ta? Ngoài ra hình như là mình còn có mấy cái thứ nó hay ho và hấp dẫn cũng như là thú vị nữa các bạn ơi. Từ nha, để mình kiếm vòng trong đây có còn update gì nữa mình review cho các bạn luôn. À bản xanh nè, cập nhật thêm hai loại bản nữa, bản xanh với bản hồng. Cái này là hồng, cái hồng đậm á. Màu hồng đậm chứ không phải màu đỏ đâu ta. Nhưng mà mặc dù nó là màu đỏ mà nhìn nó như cái màu hồng đậm vậy các bạn ơi. Gì nữa. Wow, đuốc xanh nữa. Wow. Công thức này chế tạo sao đây? New có công thức rồi nè. Survival. Chế tạo sao đây? Không chỉ chơi, không chỉ gì á. Khó chịu thật sự. Đèn cắm xuống rồi, cái đuốc này cắm xuống. Wow. Uầy. Cái này ra. Wow, ánh sáng xanh luôn các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình game. Cái nào mình từ từ nha, để mình đoán coi. Lấy cái này. Cái này lấy gì? Show file game mod creative. Show. Ok các bạn, mình đã tìm ra công thức và chúng ta có thể chế tạo được cái đuốc gọi là đuốc linh hồn của bạn, tức là một que, một than và cái cục sâu soi ở nằm ở dưới bạn thì bạn sẽ ra được 4 đuốc y chang kia thôi, nhưng mà nó phải chế tạo ở trong cái bàn chế tạo nha bạn. Ngoài ra có một cái điều nữa là khi cái lửa cháy ở trên cái cục sâu soi này nó sẽ là lửa gọi là lửa xanh nha các bạn, còn bạn đốt ở đây nó sẽ là lửa đỏ đó. Khi mà nó cháy trên cái lửa sâu soi và cái đuốc này nè các bạn, hình như là không vẫn cắm được. Ủa? Vẫn cắm được.
Ồ, vẫn cắm được. À đúng rồi, lúc nãy mình test ở trên các linh hồn, mình tưởng đâu là chỉ cắm được trên cái sâu so này thôi chứ. Thì ra là nó vẫn cắm được ở trên bình thường các bạn. Và lửa xanh nhìn khá là đẹp, các bạn có thể trang trí cái gì đó thì bạn xây bằng lửa xanh chẳng hạn. Ngoài ra thì khi chúng ta bỏ bone meal, chúng ta có thể không đặt trên này được hả? Lúc nãy nó nói là mình có thể đặt cái bone meal ở trên cái vùng nào đó. Ở vùng này hả? Phải, vùng này không phải. À, với điều kiện là cái netherrack nó phải nằm ở bên trong. Tức là cái netherrack nó phải nằm ở trong, gần giống như kiểu gần lan với lại cái netherrack. Khi nằm ở đây thì nó sẽ ra cái khối xanh nha các bạn. Còn nếu như nó nằm ở gần cái màu đỏ thì sao? Nó sẽ ra khối đỏ hả? Chúng ta phải test thử với các bạn đúng không? Mình phải test thử với các bạn biết chứ. Đấy, nó là khối đỏ thì sao? Nếu là khối đỏ thì nó sẽ có một cái khối gần nó nha các bạn. Phải là cái khối gần nó nha. Cách một ô thôi, đó, sát một bên đó thì mấy bạn bón vô được thì nó sẽ biến thành gần khối đỏ thì nó thành đỏ và gần khối xanh thì nó thành xanh. Đó, nói chung là gần khối đỏ là thành đỏ, gần khối xanh là thành xanh. Ngoài ra thì cái bộ dụng cụ này cũng khá là xịn sò con bò và mình nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ enchant nó lên. Minecraft effect 5. Rồi hai cây này nữa, hai cây. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử tốc độ của hai cây này như thế nào. Emote survival. Đấy. Đó, cây kim cương thì không bao giờ làm chúng ta thất vọng vậy. Đấy, thử coi. Đó. Còn cây này thì sao? Cây này cũng tương tự các bạn ơi. Cái này chúng ta cho mình test ở cái netherrack này thì nó gọi là hơi khó. Ngồi đây các bạn có nghe tiếng không? Nó đã thay đổi rồi các bạn, nó đã thay đổi cái âm thanh. Tức là nó thay đổi cái tiếng á. Bạn nghe này. Đó, cái tiếng của mấy cái khối này khác. Và cái tiếng của gọi là gì ta, cái cục gạch địa ngục nó cũng khác nữa nha các bạn. À, các bạn phải, đó, cái này thì nghe như đất vậy á. Cái này nghe như đất thì không nói ha. Đấy. Đó, nghe như đất thì không nói. Các bạn nghe cái tiếng của gạch nether á. Đây, từ từ mình sẽ cho bạn nghe cái tiếng gạch nether ha. Nether thì nó sẽ có rất là nhiều thứ. Có ở đây không, bỏ bớt đi. Nether đây. Đó, cái khối này. Đó, nó update âm thanh nữa nha các bạn. Nói chung là vừa update game, update âm thanh nữa. Đó, đặt ra. Đó, này. Đặt ra cũng nghe khác nữa. Ngoài ra Nether có cái block này mình đặt xuống coi. Đó, nghe như tiếng thép, tiếng sắt vậy các bạn ơi. Đó. Đó, đào khác nè. Đó, bạn nghe không? Đó. Nghe cái tiếng như là cái tiếng giống như bạn gõ vô một cái cục đá vậy á, chứ không phải là hồi xưa là bạn nghe bập 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 đúng không? Đó, giờ nghe tiếng rất là đã luôn các bạn. Đó. Đó, nghe tiếng rất là xịn sò con bò luôn. Quá đã luôn các bạn ơi. Thì đó là một vài cái update gọi là kinh khủng các bạn. Phiên bản này là phiên bản gọi update gọi là big update đó các bạn. Tại vì nó update cho cái địa ngục của chúng ta thay đổi hoàn toàn khác luôn các bạn ơi. Bây giờ là địa ngục nó không còn gọi là đơn giản nữa. Ngoài ra thì á, hình như nó có update thêm mấy con quái mới để mình kiếm coi. Có con quái nào mới mình sẽ đem ra test cho bạn xem. Wandering. Đâu có con gì đây? Simon. Con gì mới ta? Mình thấy giống không có con gì mới vậy. Lama. Rồi gì nữa? Gat, Fox, Endermite, Dolphin, Chicken, Cat, Play, Bee. Ôi sao kìa. Sao mà giống nó không có con gì mới vậy mình. Mình nhớ là có con mới mà ta. Từ nha để mình kiếm coi. Vanderabit, Bola, Hotling là con gì? À con heo hả? Spawn. Rồi gì nữa? Hotling, Big Spawn. Mình thấy nó có một cái con nữa. Zombie, Big Man, Spawn. Big Spawn. Zombie, Big Man. Zombie, Wood. Nó có một con nữa mà sao ta? Trong đây chưa thấy ta? Hay là chưa update ta? Cái con hình nó cầm kiếm. Nó cũng giống như con Zombie Big Man vậy. Hay là nó là cũng Zombie Big Man ta? Rồi Summon Light. Phải không ta? Không phải. Mình thấy có con gì nó mới lắm mà ta. Kìa. Đây con này nè, con để mình coi con này là cái gì. Bigling hả? Kỳ vậy ta. Heo hả? Ủa, heo thì biến rồi.
kỳ á. Sao nó không biến thành con ấy ta? Này nó có con zombie kiểu Bigling tìm ở Nether. What the hell? Thôi là mình coi con này mình có thể tìm thấy đâu, có thể biến người dương bé, có thể biến người lớn và em bé tự thù địch người chơi. À, khi người chơi mặc áo giáp vàng. À, mình cái con này là heo con hả? Cái, làm sao? Họ có thể tự nhiên tìm thấy ở ngoài Nether các bạn ơi. Cái này dự là mình hình như là nó chưa update hay sao bạn, chưa có hay sao á, thì cái con đó nó gọi là nó tự đánh mình luôn. Nếu như mình mặc giáp vàng á là nó sẽ không đánh nữa đó, thì nó cũng khá là hay ho và thú vị các bạn. Các bạn thấy các bạn update của Minecraft này như thế nào, hay ho và thú vị không? Các bạn comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn có thích gọi là các bạn update này không thì các bạn cũng comment cho mình biết nha. Và mình điểm sơ lại nha, là update rất là nhiều thứ nè. Đầu tiên là update hai loại đất, rồi hai loại gỗ, rồi update thêm cho chúng ta là hai loại nấm hay là hai loại cây á, để có là giống như kiểu mầm cây á, nhưng mà nó nằm ở dưới địa ngục. Và update cho chúng ta là một cái bộ giáp luôn, một cái loại quặng mới, một cái loại gọi là quặng mới ở dưới lava rất là cứng luôn, mà phải nấu lên và kết hợp với lại vàng. Và update cho chúng ta là những cái cây chết nhưng mà nó màu sắc rồi đó. Cái này là cái gì, cỏ hả? Ở đây là cỏ nhỏ nữa các bạn, ở dưới địa ngục nữa đó, rất là thú vị. Và update cho chúng ta là cái đuốc xanh, lửa xanh và cái đèn xanh luôn. Ngoài ra thì có thêm cái đèn nữa trên cây nữa đó. Cái đèn này cũng khá là sáng, bạn nhìn nó cũng khá là đẹp nữa, nhìn cũng khá là xịn sò luôn. Thì chúng ta có thể gọi là đem về trang trí các thứ các kiểu, nhưng mà hiện tại là đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi bạn, chưa có chính thức ha. Nhưng mà thử nghiệm thì cũng như là kiểu như là thử nghiệm những cái gì mà chính để ổn định để đưa ra chính thức thôi. Thì gần như là sẽ update thêm nhiều cái hay ho thú vị trong thời gian tới nữa, thì hy vọng các bạn sẽ thích thú với Minecraft ha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình tới giây phút này. Nếu như bạn nào thích thì đừng quên cho mình một like, một share cũng như một click đăng ký, và đừng quên like, kênh và chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm từ channel mình ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.